Bởi dốt theo video lỡ, xong chụp like. Hãy bấm ấn toán ban subscribe. Bằng phổ ai chụp subscribe để mày chụp ban video thamay thamay. Chụm riêp xua bộng mai bằng phổ ôn tình ọc khả nìa. Khi nhóm xong chlai nâu xong nua ở robot channel chung mua. Lì à nà, gọt xua tha. Bọn bọt tao miên việt thi xa away. Đã là ai cực cơn chất khuôn anh bàn lọ. Chẳng, có chọn đăng bì vị thi xác này cả cực cơn chất ở bàn lọ. Dường đăng hai thà chất cứ vì priếp bay đồ chía sát xòa. Đã vì rập bà rập bối, vì mình nghe nấu nghiêm bàn lại. Cứ vì miên là xa đã chết mũi cứ rập bà rập bối. Vì đồ chí con cô tối đài mình toàn đặng khó vì rốt lên ở nè rốt lên ở nó vì rốt bà rốt bồi chẳng chất có đôi khăn đá cứ vì rốt bà rốt bồi khăn nè mà đoàn kịch tộc hàng nè mà đoàn kịch tộc hàng nó xông bay tay dương gồm bông tay thua ấy muối để dương chóng bà rốt chất gồm thả thua à năng ở bàn lõ bàn tay bê khlác chất vì rốt bà rốt bồi vì tộc kịch ở nè nó khuôn dương nâu tì krong chôn cá chất dương kịch tấu tờ đo khang tam chôn ở bọt tờ tam khát dương nâu khát chúng ta chặt dương tờ đo tì cồng khả nạ bế đại dương cổng bông tá cổng bông tài thuơ ca nghe cổng bông tài bông bênh ca nghe hơi dương miên côl bông non tha nâng bắt đầu ở rộm ní ở bàn lõ nông ca thuơ vầy mùi nu bông tài tôi tờ vinh chặt ở bọt dương vì rộp bộ rộp bộn chẳng ai vì chú thom mà chết này chặt chôn ca dương cổng bông tài này dây tốt mục nìa bông tài chặt ở bọt bộ côl mình nẹ nu ai thả kết đo rương xinh của thả bàn. Chúng ta dân đi dây chú mùi kê khuyên kê sạp khuyên kê mơn mục dưỡng. Bắn tay chặt kê kết đo đo. Ê nà, ê nây, kết đo đo nẹp xinh, kết đầm pi rương ni, kết đầm pi rương nu. Xôn bay tại khuôn anh toal, đã tha chóng cực cơn chất ở bàn lõ. Có viên mình lõ đây. Ô tiêu hoa thả dân can sửa phâu dâm à an. Chúng ta dân an sửa phâu. An mình toan đăng ai phó, chất bao dương đô. Chất bỏ dương nóng ta tông chắp ai mùi, đại luyện nắc hơn rương ai mùi, vì ta tông chắp rương xe mùi tiệt. Hào vì kích ta rương xe tử. Vì khí liệt ngay cha âm bí, cả anh sẽ phâu bỏ dương để kẻ hào thá, à rõm nóng vì mình mù, à rõm vì bài. Sạp kru bình dô, nó mê riêng, chúng ta dương sạp chất dương kích ta đo rương xe. Dương bắt đầu chất mang tại mùi khả nạ, mùi rỉ dạp bê khlấy bánh tay. Mùi rỉ dạp bê xe bánh thai mơ tiết. Chất bỏ dưỡng vì ẩn mù tê vì bài xa. Chẳng hỏi bằng thật chất này vì bị bạc trong các cực cực đồng này. Bắn tay về miền vị thi xa trong các cực cực đồng vì đấy. Cứ dương tam đàn vì. Vị thi xa. Tại mỗi cốt đà lõ dương tam đàn chất. Dương tam đàn chất. Vị thi xa này. Cứ miền bằng riêng nó không. Bà Phật ở Sāsana ban bằng riêng. Ôi, ở dương chế tam đàn chất lột ai. Đầm mấy cực cực đồng chất vì nó. Ôi. Lỡ, mình tha tại nơi con ông Phật Sāsana tế, xóm bay tu tiên sở cao lô. Bởi tế lô khẳng lạch, có kỳ dô quý thị xác này dạ ta ảnh vọt tiên lại kê mình bán can Phật Sāsana. Đồ dương có kỳ dô quý thị xác này kè tạm đàn chất. Nì dạ ta ảnh vọt đồng bay cực đông chất bọc kê, đồng bay thuốc ở chất bọc kê, bàn mưu phòng đài. Kê miên quý thị xa mà thị. Kê miên quý thị tạm đàn, cho lần hàm chánh, cho lần hàm chôn. Hai chất bảo kê cứ kì dược chất đầy kì miên, cũng nít đầy kì miên, kì dược tập đáo tay à rõm, kì dược tập đáo tay cho lần hàm chỗ, nâng cho lần hàm chênh. Vì thi này cứ miên bởi sát tập hiếp mẹn tên, xôn bay tại bếp, xôn bay tại nẹ vực chia xa ấy dạng nà có kết này nôm vị thi xác ní, đó nẹ chùm ngư đài, đó nẹ đã miên à rõm rồi vơ rồi vi ấy, đó nẹ miên à rõm mình ngọp, đó nẹ miên à rõm bù kinh trô chạp khăn chạp rồng phơm. Chạp chèo chào về chỗ đó cứ kì ai bảo vị thị này. Cứ vị thị xa mà thị hơi giấc. À rõm. Tâu chọn tâu chỉ mùi nâng đồng hàm chỗ. Nâng đồng hàm chỉnh. Tam đa đồng hàm nâng đồ hốt. À ca tam đa đồng hàm này cứ chưa vị thị xa mùi đồng bay. Ở chất bọc dương nâng cũng ở vị nghĩa rê tờ rượp xến. Ở dương chạp bà rõm tâu chỉ mùi nâng đồng hàm chỉnh nâng đồng hàm chỗ. Và đôi chỉ dương lưu sâu xong lên ấy cả đôi. Cả là dương lưu phim chất dương ai thả. Tâu kết đo xong lên nâng phim. Tâu kết đo mà chắc xong lên nâng kia nâng na. Kết đo kênh này dây nó kênh dây ấy. Kết đo ta kênh này dây nó kênh dây đám dưới. Rồi còn sao dưới. Rồi còn này dây ổng pin là nà em xe anh tiết pháp dưới. Kết phim. Hóa dương xử máy đo.
ព្រឹត្តិការណ៍នឹងភ្លាមសម័យភ្លាមអញ្ចឹងគឺចិត្តលឿនណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានលើសូរសំឡេងក៏ដោយគេឲ្យយើងទាញអារម្មណ៍មកវិញកុំឲ្យទៅគិតជាមួយនឹងអាបញ្ហាទាំងអស់នោះទាញអារម្មណ៍មកវិញដើម្បីតាមដាននៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលរបស់យើងដើម្បីជាការហ្វឹកហាត់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មូលឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មូលហើយនៅពេលដែលយើងមានការហ្វឹកហាត់ធ្វើដូច្នោះហើយអារម្មណ៍យើងបានមូលហើយទើបជាឱកាសមួយក្នុងការតាមដានចិត្តតាមដានចិត្តយ៉ាងម៉េចតាមដានចិត្តថាយើងកំពុងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្ដាប់នៅសំឡេងខ្សែអាចយើងកំពុងស្ដាប់នៅវីដេអូមួយនេះថាអារម្មណ៍យើងយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍យើងយ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍ខឹងឬក៏អារម្មណ៍សប្បាយចិត្តឬក៏អារម្មណ៍ធុញថប់អារម្មណ៍រីករាយឲ្យយើងសង្កល់ចិត្តយើងចឹងឯងអញ្ចឹងយើងសង្កល់អារម្មណ៍របស់យើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងតាមដានចិត្តយើងថាអូអារម្មណ៍ពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរធុញថប់ឬយ៉ាងម៉េចរីករាយរំភើបសប្បាយចិត្តអីយ៉ាងណាឲ្យយើងតាមដានពេលមេស្ដីឲ្យយើងពេលចវាយនាយស្ដីឲ្យយើងអ្នកធំអ្នកតូចថាឲ្យយើងរអ៊ូរទាំដាក់យើងយើងតាមដានចិត្តទៀតអូចិត្តពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរវាពុះគនត្រូលវាធុញថប់វាតបប្រមល់វាកាត់ stress ឲ្យតាមដានចិត្តរបស់យើងឲ្យដឹងតន់នៅចិត្តរបស់យើងជារឿយរឿយដឹងតន់នៅចិត្តរបស់យើងជារឿយរឿយនៅពេលដែលយើងដឹងហើយទើបយើងមានការគ្រប់គ្រងនៅចិត្តរបស់យើងនេះបានល្អវាដូចជាយើងទៅឃ្វាលគោវាទាល់តែយើងស្គាល់គោរបស់យើងច្បាស់លាស់យើងឃ្វាលគោមួយក្រោលមាន10ក្បាល20ក្បាលប៉ុន្តែយើងស្គាល់គោរបស់យើងច្បាស់ណាស់គោខ្មៅមានប្រមាណគោពណ៌សមានប្រមាណគោពាត់ថ្នោតមានប្រមាណណាគោកលេកលាអីយ៉ាងណាមានប្រមាណយើងស្គាល់ច្បាស់ញីប្រមាណឈ្មោះប្រមាណវាធ្វើឲ្យអ្នកឃ្វាលនឹងវាងាយស្រួលក្នុងការឃ្វាលចំណាំនៅគោរបស់ខ្លួនឯងចោះបើម្ចាស់គោមិនស្គាល់គោខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ផងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងឃ្វាលវាណាវាអាចនឹងបាត់ឬក៏វាដោយទៅតាមគ្នាអីយ៉ាងណាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានយ៉ាងណាមិញចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវតាមឲ្យតាន់យើងត្រូវដឹងគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ទាំងដែលយើងកំពុងរីករាយក្តីមានអ្នកសរសើរក្តីមានអ្នកបញ្ជោក្តីក៏យើងត្រូវតែដឹងថាអូអារម្មណ៍របស់យើងពេលនេះយ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាឲ្យផលយ៉ាងម៉េចវាប៉ះពាល់អីខ្លះវាមានការរីកចម្រើនអីខ្លះវាជួយអីដល់យើងខ្លះយើងគិតពិចារណារកហេតុផលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែតាមតាន់ឲ្យតាន់នៅអារម្មណ៍របស់យើងនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺសំខាន់ក្នុងការតាមឲ្យតាន់នៅអារម្មណ៍របស់យើងទើបជាការគ្រប់គ្រងនៅចិត្តរបស់យើងនឹងឯងឲ្យបានល្អមួយផ្នែកហើយមនុស្សកាលណាមានការគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យបានល្អហើយជាទម្លាប់បុគ្គលនោះមិនងាយឆេវឆាវទេព្រោះអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលជួបឧបសគ្គឯមួយមិនងាយស្លន់ស្លោមិនឆោឡោមិនប្រវេនេះប្រវានោះអីទេគឺមានចិត្តនឹងថឹងក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការប្រឈមមុខទៅជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះដោយសន្តិវិធីដោយវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អដោយវិធីសាស្ត្រមួយដែលអ្នកដតីក៏ទទួលយកបានទាំងខ្លួនយើងក៏ទទួលយកបាននឹងចំពោះបុគ្គលដែលមានចិត្តស្ងប់ហើយគ្រប់គ្រងនៅចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានល្អហើយនឹងគឺយើងធ្វើម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមកគឺតាំងអំពីការតាមដានខ្យល់ដង្ហើមសមាធិវិធីសាស្ត្រនេះគឺ global គឺទូទៅគេយកទៅប្រើប្រាស់ទូទាំងសកលលោកហើយយើងតាមដានឲ្យដឹងនៅអារម្មណ៍របស់យើងហើយយើងកុំទម្លាប់ចាប់យកអារម្មណ៍នេះយកអារម្មណ៍នេះយកមកគិតពិចារណាតតអីក្នុងខណៈពេលដែលយើងធ្វើសមាធិក៏ដូចជាថាយើងបានឮសូរសំឡេងក្តីបានប៉ះគេមកប៉ះអីក្តីគឺកុំឲ្យទម្លាប់យកអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែប៉ះផ្ទប់ហើយយើងពិចារណារករឿងហ្នឹងសម័យដល់ហេតុការណ៍នៃរឿងហ្នឹងអីយើងទាញអារម្មណ៍យើងត្រឡប់មកវិញនេះជាវិធីសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងចិត្តមួយដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះទទួលបាននៅអាការដែលចំណេញអំពីអ្វីដែលខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងបានហើយមិនងាយមាននៅជំងឺដំកាត់អីមកបៀតបៀនដោយសារតែបុគ្គលនោះមានចិត្តស្ងប់ចិត្តល្អធ្វើការងារអីក៏ធ្វើការងារប្រកបដោយអារម្មណ៍មូលវាធ្វើឲ្យការងារនោះបានទៅដោយរលូន
ដោះស្រាយអីក៏ឆាប់ចេញហើយជាបុគ្គលមើលទៅជាបុគ្គលចាស់ទុំផងដែរអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងបើមានការមិនសមរម្យមិនត្រូវចំណុចនិយាយមិនល្អអធិស្ឋានអំពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបើបងប្អូនមានសំណួរក៏អាចចេះតែសួរបន្តទៀតទៅហើយបើយល់ថាវីដេអូនេះល្អក៏ជួយ share ដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតាមរយៈ Facebook ក្តី share តាម YouTube share តាមណាតាមវិធីសាស្ត្រដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយបើចូលចិត្តចុច Like ហើយបើមិនទាន់ Subscribe សូម Subscribe សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា